Sáng ngày 4 tháng 12 năm 2017, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết đã có một người mất tích vào tối 3 tháng 12. Đó là trường hợp ông Châu Văn Dũng, 57 tuổi, ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ông Dũng là trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ thôn Kỳ Lộ. Hiện lực lượng chức năng và nhiều người dân đang nỗ lực tìm kiếm thi thể ông Dũng. Trước khi xảy ra sự việc, ông Dũng cùng con trai đi tập huấn trồng trọt về thì bị lũ cuốn khi đi qua suối đập, là con suối nằm trên tuyến đường từ xã Xuân Quang 1 đi xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân. Con trai ông Dũng bám vào tảng đá, sau đó lên được bờ, còn ông Dũng mất tích. Sau khi tập huấn xong rồi là ông mới sợ là cái khu dân cư đây nó bị ngập, cho nên là trên đường ông bây giờ ông kiểm tra cái khu dân cư đây á, thứ nó có ngập không, ở đây không có thì ông tiếp tục lên trên này, cái khu dân cư trên đây nữa. Thì nước hôm qua thì nó cũng không có lớn, nó cũng ở đây thôi, nó ở đây thì có nghĩa là đi qua được, là có ngừng chiều qua nữa, nhưng mà sợ là do cái hầm nữa nè, cái hầm này nó bị bức, là sợ là nếu đi dưới đây là sợ nó sập cái hầm đây, cho nên là miếng đi trên như là giữa cầu, nhưng là bị sập xuống cái lỗ đây, xuống cái lỗ cống đây thì nó nhọn đây, nó mới trong qua đây luôn. Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân đã cho di dời gần 3.000 hộ dân đến nơi an toàn. Hiện đã có gần 2.000 căn nhà bị ngập và 5 xã của huyện này bị chia cắt hoàn toàn. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An cho biết lũ chồng lũ nên nhiều khu dân cư ngập chìm trong nước. Chính quyền huyện Tuy An đã di dời hơn 1.000 hộ dân ở vùng bị ngập đến nơi an toàn. Các tuyến đường bị ngập sâu và chia cắt các khu dân cư như đường từ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An đi thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, đường đi xã An Nghiệp. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, thủy điện sông Ba Hạ và thủy điện sông Hinh đã xả lũ với tổng lưu lượng của hai thủy điện này là hơn 4.454 m3 trên giây.